toàn khúc long quang kêu dữ dữ. Hò tam hoàng ngủ đây sau giúp dân nhà châu đổ chủ dương nhất nghiệp thành thân trừ đất gãy mang lê thương. Này hiền đệ. Dạ có em. Ta nghe nói ngươi có tài cao giỏi giỏi. Đúng rồi. Bốn biển năm châu đều khiếp giết kinh hồn. Nếu là quả thật như vậy, em có cầm cặp thần quốc này tiên đào trong các tượng trang giải đạo. Lên đây.